Xin chào các bạn, hôm nay mình xin làm một cái clip để phân biệt được thẻ điện thoại đã nạp rồi và thẻ điện thoại chưa nạp. Mà nhìn thì hai chiếc thẻ này rất là giống nhau. Đây là thẻ Viettel 50.000 và chiếc bên này là đã được nạp và chiếc này là chưa được nạp. Vậy thì tại sao mình lại nói như thế? Tại vì đây mình sẽ thử, đây là chiếc chiếc này là chiếc chưa được nạp. Giờ mình sẽ cào. Đây các bạn thấy không? Đấy, chiếc chưa được nạp thì cào nó sẽ ra số để các bạn có thể nạp. Còn đây là chiếc được nạp rồi. Mình cào không được. Vậy thì tại sao mình làm được cái điều này? Thì mình xin tiết lộ là tại mình đã dán một cái lớp băng dính trên cái thẻ này. Và khi mình bóc ra như vậy thì mình có thể nạp được. Và sau khi nạp xong thì mình sẽ dán lại. Thì nhìn không ai có thể phân biệt được đây là nạp rồi hay chưa nạp, trừ khi là các bạn để ý thật kỹ. Vậy thì sẽ rất là nguy hiểm nếu mà những cái bạn bán hàng, đặc biệt là bán thẻ điện thoại, nếu mà khi mà các bạn gặp phải những đối tượng có âm mưu lừa đảo thì họ sẽ chuẩn bị sẵn những cái chiếc thẻ mà đã được nạp rồi như vậy để người ta mua thẻ tại cửa hàng nhà mình. Sau khi mua thì người ta sẽ lấy một cái lý do nào đó để người ta bảo là trả lại thẻ, nhưng mà lúc người ta trả lại thẻ thì người ta sẽ không trả cái thẻ nhà bạn mà người ta sẽ trả cái thẻ đã được nạp rồi, người ta tráo đổi. Thì nhìn qua này các bạn, nếu mà các bạn mà không xem clip này thì chắc là các bạn sẽ không thể biết được đâu. Vậy thì tôi xin chia sẻ để các bạn mua, các bạn bán thẻ chú ý nhá.